Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Vương Lâm bế qua một năm sau khi trở về từ Chu Tước Mộ, tu vi củng cố anh biến sơ kỳ. Hắn từ chối lời mời tham gia nghi lễ phong hào của Chu Vũ Thái, người đã thề bảo vệ những người có quan hệ với Vương Lâm. Vương Lâm thuần phục được một thanh loan đao nhờ Hứa Lập Quốc và cùng Tư Đồ Nam, người đã trở thành thân vương ở Sở Quốc, chuẩn bị rời khỏi Chu Tước Tinh. Trước khi đi, Vương Lâm đưa Chu Như về với cha mẹ ruột, xóa đi ký ức về Lý Mộ Uyển của nàng. Hắn chữa bệnh cho cha mẹ Chu Như và để lại một túi trữ vật cho Thiết Nham giao lại cho nàng nếu nàng đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Vương Lâm đến thăm cây hồng xanh ở Tuyết Vực Quốc, rồi về bái tế tổ tiên ở Tổ Trạch Vương Gia. Hắn gặp mặt con cháu nhà họ Vương, để lại Vương Trác trông coi gia tộc rồi rời đi. Cuối cùng, Vương Lâm dừng chân ở một vùng bình nguyên vắng vẻ để tế luyện pháp bảo. Hắn tế luyện bốn võ kiếm, dùng thần thức chu dật và nguyên thần của mình để xóa bỏ thần thức trên Côn Cực Tiên, một tiên bảo ẩn chứa tiên lực. Chuyển sang tập 96 của Tiên Nghịch. Côn Cực Tiên là của Sở Vân Phi, hắn bị ép buộc phải vứt nó lại. Mặc dù hắn biết rõ bí mật của Côn Cực Tiên nhưng trong mắt hắn nó chỉ là thứ bỏ đi. Khi hắn bỏ chạy thì nó rơi vào tay Kiền Phong, đệ tử của Chu Tước Tử. Sở Vân Phi sợ phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối nên rời khỏi Chu Tước Tinh. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy cây roi này có chút kỳ dị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi nó lại. Hắn lật tay phải, trong tay lại xuất hiện một bức tranh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bức tranh. Trầm mặc một lúc lâu rồi hắn chậm rãi thu hồi nó lại. Nó là một trong những pháp bảo mà mức độ thần bí ngang với Nghịch Thiên Châu. Nhưng bây giờ lại có thêm một cây Côn Cực Tiên cũng thần bí không kém. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn vút nhẹ vào túi trữ vật, một chiếc chiến xa nhọn hoắt và dữ tợn lập tức xuất hiện trên mặt đất. Chiếc xe vừa mới xuất hiện thì gió bụi bốn phía lập tức tản ra không dám tiếp cận. Những mũi nhọn sắc bén ở trên chiến xa lấp lánh hàn quang, làm người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc xe, tay phải hắn lại vỗ vào túi trữ vật, khu thú quyển chậm rãi bay ra. Xạ thần xa đã tặng cho Tư Đồ Nam một cái, nên trong tay Vương Lâm chỉ còn lại hai cái. Một trong hai cái, có một cái rất lớn. Hắn biết với tu vi bây giờ mình không thể điều khiển được nó, nếu gắng gượng thì nhất định sẽ bị phản phệ. Nhưng Vương Lâm có thể chắc chắn khống chế được chiếc xạ thần xa thứ hai ở trong khu thú quyển. Nửa tháng sau, Vương Lâm rời khỏi vùng bình nguyên này. Trong khoảng thời gian nửa tháng, trên bình nguyên hầu như cả ngày đều có tiếng cự thú gầm rống vang vọng. Tiếng gầm rống của cự thú vang thẳng lên 9 tầng trời. Toàn bộ Chu Tước Tinh, thậm chí ngay cả những vùng đất của tiên di tộc đều có người cảm nhận được tiếng gầm rống không thuần phục của chiến hồn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn thú bay thẳng về phương xa như tên bắn. Vẻ mặt hắn trắng xanh, trong tay cầm một khối tiên ngọc. Một lúc lâu sau tiên ngọc vỡ tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt khi tiên ngọc biến mất, một khối tiên ngọc khác lại xuất hiện trong tay Vương Lâm, hắn lại tiếp tục hấp thu tiên lực. Mức độ mạnh mẽ của hồn thú vượt xa những dự đoán của Vương Lâm. Đặc biệt ở trong nó còn có ý chí không khuất phục, cuồng ngạo đến cực điểm, ngang ngược không chịu khuất phục tất cả vạn vật trên thế gian. Cuối cùng Vương Lâm phải dùng hết sức bình sinh để nhốt nó vào trong khu thú quyển, nhưng trên khu thú quyển lại xuất hiện một vết nứt. Sau khi nhốt được những hồn thú không chịu khuất phục, tất cả tiên lực trên người Vương Lâm mất sạch, thiếu chút nữa phải bỏ mạng. May mà hắn đã chuẩn bị từ trước nên mới kiên trì được đến giai đoạn cuối cùng. Vương Lâm mở hai mắt ra sờ sờ lên khu thú quyển trên cổ tay, trong mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi. Vật này đúng là một pháp bảo cực mạnh. Tiếc là trong hồn phiên chỉ còn lại ba chủ hồn, nếu không thì dùng nó để phối hợp chắc chắn những kẻ hở khi mở xạ thần xa ra sẽ dễ dàng được che đậy hoàn toàn. Với những pháp bảo ta có bây giờ cũng không sợ đối mặt với anh biến trung kỳ. Với anh biến hậu kỳ chỉ cần cho ta thời gian mở xạ thần xa thì cũng có một chỗ đứng. Nhưng nếu đối mặt với những người có tiên bảo hoặc anh biến hậu kỳ viên mãn sắp tiến lên vấn đỉnh, ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nếu phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ vấn đỉnh thì sẽ không có một cơ hội nào. Mình vẫn còn quá yếu. Thiên vận tinh chắc chắn là hơn hẳn Chu Tước Tinh. Cao thủ ở trên đó nhất định sẽ mạnh hơn ở đây rất nhiều. Ta dù ở nơi nào cũng phải hết sức cẩn thận. Đáng tiếc là Nghịch Thiên Châu vẫn còn thiếu thuộc tính kim. Kiền Phong hấp thụ mất ngũ hành tứ linh của Hồng Điệp,
Kim Linh bị ta bắt được nhưng chỉ làm cho thuộc tính kim của nó tăng lên được 1/3, Vương Lâm than nhẹ rồi bay thẳng về phương xa. Hắn đang đi đến chỗ ở của Kiên Vương Tư Đồ Nam. Trong đô thành hoàng tộc phàm nhân ở Chu Quốc tứ cấp tu chân quốc, giọng nói sảng khoái của Tư Đồ Nam từ trong một phủ đệ cực lớn truyền ra vang vẳng. Ha ha! Hầu hạ lão gia cho tốt vào. Nếu ta cảm thấy thoải mái sẽ ban cho các ngươi một chút linh đan. Nó có thể giữ cho làn da của nương tử các ngươi trắng miệng suốt 20-30 năm. Những giọng nói yến oanh từ bên trong liên tục truyền ra, cùng với tiếng nhạc rộn rã làm say mê lòng người. Đêm khuya, một bóng đen dữ tợn bay dưới ánh trăng trên bầu trời, rồi từ từ hạ xuống. Một người có mái tóc dài phất phơ đang đứng trên lưng văn thú. Hắn chắp tay sau lưng, mặc một bộ đồ xanh. Nhìn qua hết sức nổi bật. Người đó chính là Vương Lâm. Văn thú từ từ bay đến, dưới thân nó là một tòa thành của phàm nhân, đô thành của Chu Quốc. Phía dưới là những nóc nhà chen chúc nhau. Trong thành có một dòng sông vắt ngang từ phía nam sang phía bắc. Đã là canh ba nhưng đèn đuốc trên một chiếc thuyền hoa vẫn còn sáng chói, tiếng ngâm thơ đàn ca chốc chốc lại vang lên bên tai. Tiếng cười duyên của các cô gái càng làm tăng thêm vẻ phồn hoa ở nơi đây. Vương Lâm liếc mắt nhìn con thuyền, văn thú bay xẹt qua giống như một u linh lướt qua dòng sông, không một tiếng động. Trong thuyền hoa có một công tử say rượu đi ra ngoài hóng gió. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời rồi vô tình nhìn thấy hình bóng văn thú. Hơi rượu trên người hắn lập tức tan sạch, hắn trợn mắt há mồm sau một lúc lâu mới định thần trở lại. Hắn thầm cười cho rằng mình uống rượu quá nhiều nên xuất hiện ảo ảnh. Phía đông thành có một tòa phủ đệ xa hoa và khổng lồ, tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng nhạc tiếng ngâm thơ liên tục truyền vào trong tai. Vương Lâm đứng trên người văn thú bình thản nói. Tư Đồ Nam, đến lúc đi rồi. Trong khoảnh khắc, tất cả những tiếng động trong phủ đệ đột nhiên dừng lại, không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên, tất cả mọi người đều trở nên đông cứng. Một người mặc áo bào màu tím từ bên trong đi ra, nét mặt hắn đầy vẻ không muốn, hắn cảm thán nói. Lão tử còn chưa hưởng thụ đủ mà. Tu đạo với chả tu đạo, tu cái đạo khốn kiếp. Lão tử đang hưởng thụ cuộc sống thân vương, tiêu dao tự tại không ai dám làm phiền. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, chậm rãi nói. Nên đi thôi. Ngươi đợi một chút. Dù sao tên tiểu hoàng đế ở Chu Quốc đối với ta cũng rất tốt, ta phải đi làm cho hắn vài chuyện tốt đã. Tư Đồ Nam lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa nén hương, hình bóng Tư Đồ Nam đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vương Lâm. Lão cười lên ha hả, quát lớn. Đi thôi. Rời khỏi Chu Tước Tinh. Lão nói xong thì dẫm chân xuống người văn thú. Văn thú vốn rất sợ lão, nên vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay thẳng về phía trước rồi hóa thành một đạo ánh sáng xông thẳng lên 9 tầng mây. Tốc độ của văn thú càng lúc càng nhanh, như một cơn gió cuốn thẳng về phía chân trời. Nó bay vào khu vực Đoạn Cương Phong rồi rời khỏi Chu Tước Tinh. Trong nháy mắt khi văn thú bay vào trong luồng gió liền được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, Vương Lâm giống như một ngọn lưu tinh bay thẳng vào bên trong. Tốc độ của Tư Đồ Nam còn nhanh hơn. Lão nhảy vào bên trong luồng gió trước Vương Lâm một bước. Luồng gió thổi từ phía chân trời đến, lực ép của nó quá sức khủng khiếp. Tư Đồ Nam cười ha hả, hét lớn. Tản ra cho lão tử. Sau một tiếng rống khủng khiếp, luồng gió giống như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra làm hai trước mặt Vương Lâm và Tư Đồ Nam. Từng cơn gió nhanh chóng rút về phía sau tạo ra một con đường lớn. Gió ở trên trời vốn là vật vô hình chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận, nhưng lúc này trong gió mây quay cuồng có rất nhiều những ngọn sóng, trong nháy mắt những con sóng này lại lan rộng ra khắp bốn phía. Lúc này, tất cả phàm nhân và tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều phải ngẩng đầu lên. Bầu trời trong mắt bọn họ ngày hôm nay đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ. Những ánh hào quang với đủ mọi sắc màu chiếu rọi khắp thế gian. Trên Chu Tước Sơn, Chu Vũ Thái mặc một bộ áo bào màu đỏ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn lộ ra một tia cảm khái. Đi theo sau hắn là một nhóm người chấp sự Chu Tước Sơn mới được tuyển chọn. Họ phụ trách việc truyền đạt mỗi một mệnh lệnh của hắn. Vương huynh, lên đường bình an. Chu Vũ Thái thì thào nói. Những chuyện xưa khi hắn quen biết Vương Lâm không ngừng xẹt qua trong đầu. Từ một tiểu vương gia phàm nhân trên tứ phái liên minh đến khi nó diệt vong rồi đi thẳng đến bây giờ. Vương Lâm vứt bỏ tước vị Chu Tước Tử rồi nhường cho hắn. Chu Vũ Thái hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện,
mà cảm thấy nó giống như một giấc mộng. Đúng là năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời. Tất cả tộc nhân vương gia ở trong triệu quốc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vương Trác cũng dõi ánh mắt về phía chân trời rồi than nhẹ một tiếng. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên 14-15 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn. Lúc này, nó khẽ nói: "Lão tổ gia gia, lão tổ tông đang ở trên trời sao?" Vương Trác xoa xoa đầu người thiếu niên, bình thản nói: "Đúng vậy. Đó là một người đệ đệ mà cả cuộc đời này tổ gia gia kính phục nhất." Trong một khe núi giữa một cánh rừng rậm trong lãnh thổ Sở Quốc, một con hổ thân thể khổng lồ và cực kỳ uy mãnh đang gầm rống phóng thẳng về phía một con lợn rừng. Nó dễ dàng cắn chết con mồi rồi ném thẳng ra phía sau cho 7-8 con hổ cái. Con hổ ngẩng đầu lên gầm rống. Nó đột nhiên ngậm miệng lại, cặp mắt hổ đảo lên bầu trời rồi đứng im như tượng. Cuối cùng cũng đi rồi. Hổ gia gia cứ nhìn thấy hắn thì trong lòng đã phát lạnh. Một lúc sau, con hổ này lại gầm rống, trong tiếng gầm lộ ra một tia khoan khoái. Nó xoay người dẫn theo một đàn hổ cái phóng thẳng vào trong rừng sâu đi tìm con mồi kế tiếp. Tiểu Bạch vẫn đang đợi lời kêu gọi của Chu Như. Trong lòng nó vẫn cảm giác được cuối cùng sẽ có một ngày Chu Như đến dẫn nó đi. Trong thôn Phượng Hoàng ở Sở Quốc, phụ mẫu Chu Như đang ngồi trong sân nhà nhìn nàng, trên khóe miệng mang theo một nụ cười thoải mái. Một nhà ba người đang ngồi nói chuyện, đột nhiên Chu Như ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Thúc thúc. Chu Như ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Nàng mơ hồ cảm thấy thúc thúc đang từ từ rời khỏi nơi đây. Khoảng cách của thúc thúc với nàng càng ngày càng xa, khoảng cách kéo dài đến tận cùng giống như cả một cuộc đời. Trên vùng đất tiên di tộc Chu Tước Tinh, Vân Tước Tử đang ngồi trên một đỉnh núi, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Khoảng thời gian ngắn ngủi làm lão trở nên già nua hơn so với một năm trước. Khi rời khỏi Chu Tước mộ, lão đã bị thương rất nặng. Lão dùng một năm để chữa thương và cũng có khôi phục, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa lão còn cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm xuống, cảm giác mỏi mệt len lỏi trong tim. Tuổi thọ của tiên di tộc cao hơn nhiều so với tu sĩ, nếu không với tu vi của Vân Tước Tử nhiều năm trước đã đứt thọ mà chết rồi. Hậu sinh khả úy. Một lúc sau, Vân Tước Tử mới thở dài. Trên vùng đất của tiên di tộc, cách Vân Tước Tử mấy vạn dặm, một người thanh niên trên người lấp lánh những ký hiệu màu vàng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hắn lộ ra vẻ bùi ngùi. Vương huynh, huynh còn nhớ ta không? Người này chính là thiếu tộc trưởng tiên di tộc, trên người hắn có rất nhiều cố sự phức tạp. Trong Chu Tước mộ hắn không cướp được tu tinh chi tinh nhưng cũng không bị chết. Vương huynh, tại hạ cũng muốn rời khỏi Chu Tước tinh. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này tất cả tu sĩ trên Chu Tước tinh đều cảm nhận được những cơn sóng dao động trên trời. Theo ánh mắt của bọn họ, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã vượt qua những cơn cuồng phong rồi bước vào tinh không. Tiếng kêu gọi của tổ tiên cự ma tộc vẫn liên tục vang lên từ Thi Âm Tông bên dưới lòng đất trên Chu Tước tinh. Hắc Sâm ở trong cổ thần chi địa vẫn cười ha hả. Ngày hắn thoát khỏi vòng vây khốn đã không còn xa nữa. Trong Tu Ma Hải, tiếng đồn tru sát lệnh trăm ngày của vạn ma vẫn còn vang vọng không tiêu tán. Có một truyền thuyết, một người tu sĩ tên là Vương Lâm đã để lại một tượng đài trên Chu Tước tinh. Một đạo cầu vồng giống như lưu tinh đang bay đi như tên bắn trong tinh không bên ngoài Chu Tước tinh. Đạo cầu vồng kia chính là một cái la bàn, mặc dù nó bị thiếu mất một góc nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên la bàn, còn Tư Đồ Nam lại đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Vương Lâm, chúng ta tiện đường đi đến giao dịch tinh mua một ít đồ vật. Sau đó, ta và ngươi sẽ tách ra, giọng nói của Tư Đồ Nam hơi trầm xuống. Vương Lâm có chút trầm mặc, chậm rãi nói. Cuối cùng cũng có một ngày phải nói lời tạm biệt. Không phải lão muốn làm thân vương trên Phượng Loan Tinh chứ? Tư Đồ Nam vừa nghe thấy hai chữ thân vương thì lập tức cười ha ha, nói. Đúng vậy. Đó là mục tiêu của lão tử. Vương Lâm mỉm cười, tinh la bàn bên dưới bay thẳng về phía hư vô bên trái dựa theo mục tiêu Tư Đồ Nam chỉ ra trên tinh đồ. Lão đi qua giao dịch tinh từ mấy vạn năm trước, bây giờ không biết còn tồn tại không? Vương Lâm nói. Tư Đồ Nam trầm ngâm một lát, nói. Chắc là vẫn còn. Đó là tinh cầu tự do buôn bán, nghe nói đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ cần không gặp phải biến cố lớn thì chắc chắn vẫn còn. Ở đó có đủ loại pháp bảo và tài liệu. Người vào đó thường là những tu sĩ ở tất cả những tinh cầu tu chân nên cực kỳ náo nhiệt.
Năm xưa ta và Diệp Vô Ưu đã từng đến đó một lần để trao đổi một số bảo bối. Vương Lâm gật đầu. Lần này hắn đi đến giao dịch tinh, thứ nhất là muốn tiễn Chân Tư Đồ Nam. Lão đi vào trong đó mua một số dụng cụ dùng để đi lại trong tinh không. Thứ hai, Vương Lâm muốn đi đến đó xem có mua được những tài liệu sửa chữa, hoàn thiện tinh la bàn hay không. Tinh la bàn của hắn dù sao cũng không phải là chính phẩm, bên trong nó vẫn còn thiếu một số vật liệu. Nếu có tài liệu, Vương Lâm sẽ tế luyện tinh la bàn để nó trở nên hoàn chỉnh. Như vậy ngoài việc tốc độ tăng lên, nó sẽ có thêm thuộc tính công kích. Sau khi bay được vài ngày, từ xa Vương Lâm đã nhìn thấy một tinh cầu nhỏ. Đây không phải là giao dịch tinh như trong lời nói của Tư Đồ Nam, mà là nguyệt tinh bên ngoài Chu Tước Tinh. Bản Tôn đang yên lặng ngồi ở chỗ này. Khi tinh la bàn bay đến nguyệt tinh, Bản Tôn đang ở một chỗ rất sâu trong lòng đất đột nhiên mở to hai mắt rồi tung ra một quyền. Chỉ thấy những vết nứt giống như rất nhiều ác long từ sâu trong lòng đất đột nhiên hướng thẳng về phía trước. Trong những tiếng kẹt kẹt, từ một thung lũng trên nguyệt tinh đột nhiên truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó có một đạo hắc ảnh chợt lóe rồi bay thẳng lên bầu trời. Một người với mái tóc màu đỏ tung bay, gương mặt sắc nhọn như đao lộ ra vẻ cương nghị. Ba điểm tinh cầu chậm rãi xoay chuyển trên mi tâm lộ ra cảm giác yêu dị. Đặc biệt là đôi mắt dày đặc hàn quang của hắn, giống như một khối băng lạnh ngàn năm. Trên làn da màu cổ đồng của hắn dày đặc những hoa văn lộn xộn khiến cho làn da trở nên thô ráp, nhưng làn da sần sùi lại khiến cho cơ thể hắn toát ra vẻ hoang dã. Bản Tôn lúc này giống như một con hung thú thời viễn cổ vô cùng kiêu ngạo. A! Tư Đồ Nam trở nên kinh ngạc. Tuy hắn đã được nghe Vương Lâm nói về chuyện của Bản Tôn nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn qua, với kiến thức của hắn cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Tốt! Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực. Sau khi ánh mắt lạnh lẽo của Bản Tôn nhìn thấy Tư Đồ Nam thì hòa hoãn trở lại. Hắn gật đầu rồi bước thẳng lên tinh la bàn. Tư Đồ Nam nhìn Bản Tôn rồi lại nhìn sang Vương Lâm, lão gật đầu nói. Tốt! Với tu vi của ta cũng rất khó nhìn ra các ngươi là một thể. Như thế này ta cũng yên tâm. Chắc chắn sau khi hợp thể thì tu vi của ngươi sẽ tăng thêm một tầng. Vương Lâm mỉm cười, nói. Nếu ta hợp thể với Bản Tôn sẽ đạt đến đỉnh của anh biến trung kỳ. Cơ thể Bản Tôn khẽ động rồi dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm khẽ chấn động, sau một lúc lâu hai mắt hắn mới lộ ra một tia hàn quang. Hắn nắm chặt lấy bàn tay, bình thản nói. Loại cảm giác này thật tuyệt. Sau khi Vương Lâm dung hợp với Bản Tôn, tinh la bàn tiếp tục bay thẳng về phía giao dịch tinh. Thoáng cái đã qua một tháng. Trong một tháng này Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng không nhàn rỗi. Tư Đồ Nam đem tất cả những pháp thuật thần thông lão biết dạy cho Vương Lâm. Trừ lần đó ra thì hai người đấu pháp với nhau rất nhiều lần. Lúc bắt đầu Tư Đồ Nam còn áp chế tu vi để có thể đánh ngang tay với Vương Lâm. Tu vi tương đồng, không sử dụng pháp bảo mà chỉ đấu pháp bằng pháp thuật thì những nhược điểm của Vương Lâm lộ ra ngay lập tức. Trong tay Tư Đồ Nam có đủ loại pháp thuật được thi triển ra liên tục. Mặc dù lão không sử dụng pháp bảo nhưng cũng rất mạnh. Lúc này Vương Lâm tuy có Bản Tôn nên không đến nỗi phải thua, nhưng cũng rất chật vật. Dưới sự chỉ bảo của Tư Đồ Nam, Vương Lâm dần biết sử dụng những pháp thuật trước đây chưa từng thử qua. Hơn nữa sau khi được Tư Đồ Nam truyền thụ pháp thuật, hắn đã có thể đánh ngang tay với lão. Sau đó Tư Đồ Nam đề cao tu vi hạn chế ở mức anh biến hậu kỳ. Dưới tình huống không sử dụng pháp bảo, Vương Lâm tất nhiên sẽ không địch lại. Nhưng Tư Đồ Nam lại nói, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi với tu sĩ anh biến hậu kỳ và tu sĩ vấn đỉnh quá ít. Cho nên nếu đối mặt với loại tu sĩ đại thần thông này ngươi sẽ không thể phát huy được toàn bộ sự nhạy bén của mình. Nếu muốn nắm chắc thời cơ thì bây giờ phải cảm nhận uy áp của đám tu sĩ này, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Khi Vương Lâm nghe xong thì cảm thấy tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận quan sát, dần dần càng trở nên nhạy bén hơn, linh động hơn. Cuối cùng, khi Tư Đồ Nam tăng tu vi lên vấn đỉnh sơ kỳ. Với tu vi này diệt Vương Lâm vô cùng đơn giản, nên lão chỉ yêu cầu Vương Lâm tránh né và chạy trốn. Những kiểu rèn luyện thế này cực kỳ tàn khốc. May mà sau khi Vương Lâm và Bản Tôn dung hợp lại thì cơ thể đã đạt đến đẳng cấp của tam tinh cổ thần, nếu không hắn sẽ liên tục dính đòn trọng thương. Tư Đồ Nam cũng thấy được điều này, nên lão hung hăng rèn luyện Vương Lâm. Một tháng tuy ngắn nhưng Vương Lâm cũng thu được rất nhiều tiến bộ. Vào một ngày, trước mặt Vương Lâm xuất hiện một tinh cầu tu chân màu xanh.
Một vòng sáng tròn bao quanh tinh cầu tỏa ra những tia sáng êm dịu. Ánh mắt Tư Đồ Nam lóe lên, lão nhìn chằm chằm về phía tinh cầu tu chân màu xanh trước mặt, thần thức khổng lồ điên cuồng phóng tới rồi kéo dài lên trên tinh cầu. Một lúc sau, lão thu hồi thần thức, cương quyết nói. Trên giao dịch tinh vẫn giống như năm xưa khi lão tử rời khỏi. Thay đổi lớn nhất là lần này đến đây chẳng người nào có tu vi mạnh bằng lão tử cả. Ha ha! Như vậy thì con mẹ nó, lão tử phải đoạt tháp. Lão tử đã đến đây thì phải chiếm lấy nó. Vương Lâm cười khổ, tinh la bàn hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Vòng sáng êm dịu kia không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, khi tinh la bàn bay qua thì nó lập tức mở ra một con đường. Tinh la bàn phá không bay đi, tiến thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên phóng thẳng đến ba đạo cầu vòng với tốc độ cực nhanh. Tư Đồ Nam trừng mắt, lão quét mắt về phía ba người ở phương xa rồi quát lớn một tiếng. Cút đi cho lão tử! Ba đạo cầu vòng kia đột nhiên khựng lại rồi quay đầu bỏ đi. Tư Đồ Nam cười ha hả, cơ thể lão lóe lên rồi nhảy từ trên tinh la bàn xuống, bay về phương xa. Lão truyền âm nói. Vương Lâm, lão tử đi chém giết một lúc đây. Ngươi cứ đi dạo tự nhiên. Ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Khi giọng nói của Tư Đồ Nam vừa truyền vào trong tai thì hình bóng của lão đã tan biến khỏi tầm mắt của Vương Lâm. Vương Lâm thu hồi tinh la bàn. Hắn tiến một bước về phía trước, cả người hóa thành một làn khói xanh bay đi như tên bắn. Trên tinh cầu này có một đại dương rộng lớn chiếm hơn phân nửa diện tích, từng cơn gió biển thổi tới đập thẳng vào mặt Vương Lâm. Từng cơn sóng cuộn trào trên mặt biển xanh, khiến cho Vương Lâm hít thở cảm thấy không khí rất ẩm ướt. Cơ thể hắn đột nhiên lóe lên như ánh điện rồi nhanh chóng bay thẳng về phía đất liền. Thần thức của hắn đảo qua, tất cả những biến động trong phạm vi vạn trượng đều hiện rõ trong đầu. Đất liền ở phương xa càng ngày càng gần, chỉ trong nháy mắt Vương Lâm đã đặt chân lên mặt đất. Thần thức của hắn đảo qua thì phát hiện ở phía trước có một tòa thành khổng lồ giống như mãnh thú nằm sấp trên mặt đất. Minh Hồng Thành là một tòa thành khổng lồ trên tinh cầu, trong thành không có một người nào là phàm nhân, tất cả đều là người tu chân. Trong thành những cửa hàng mọc lên san sát, ở phía tây còn có một quảng trường khổng lồ. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh không lấy linh thạch ra để đổi lấy một số thứ khác. Những thứ được bán ở chỗ này có thể dùng bảo vật hoặc linh thạch để đổi. Trong Minh Hồng Thành có rất nhiều tu sĩ, họ như những con thoi xuyên qua lại ở các cửa hàng. Đặc biệt là chợ buôn bán tự do ở phía tây lượng người mua kẻ bán dày đặc. Trong phạm vi thành Bắc có rất ít tu sĩ. Nhưng chỗ này lại là nơi tập trung những cửa hàng xa hoa nhất. Ở đây tổng cộng có 9 gian hàng, gian nào cũng được xây dựng đẹp để giống như tiên giới, tiểu nhị ở bên trong tu vi cũng rất cao. Đặc biệt là cửa hàng thứ 9, có thể nói là đệ nhất ở Minh Hồng Thành. Lúc này ở cửa thành phía đông có một người thanh niên mặc đồ xanh từ ngoài đi vào trong. Hắn có vóc người cao ráo, tóc dài buộc ở sau đầu, thoáng nhìn hết sức phóng khoáng. Người này chính là Vương Lâm. Sau khi đưa ra một khối linh thạch, hắn liền đi thẳng vào thành. Lúc này ánh mắt hắn đang đảo qua từng cửa hàng một. Mục tiêu của Vương Lâm rất rõ ràng, hắn cần mua hai loại vật liệu khác nhau để sửa chữa tinh la bàn. Hai loại vật liệu này chắc sẽ không dễ dàng được tìm thấy ở những chỗ bình thường thế này được. Vương Lâm vừa đi vừa đảo mắt qua từng cửa hàng, chốc chốc hắn lại ngừng bước nhìn vài lần rồi lại đi. Đi đến gian hàng thứ 7 thì đột nhiên Vương Lâm quay người lại, hắn nhìn về phía một người thanh niên nhỏ con đang đi ở phía sau. Người thanh niên này vẫn âm thầm đi theo Vương Lâm từ khi hắn bước chân vào thành. Người thanh niên kia thấy Vương Lâm nhìn lại cũng không hề sợ hãi, ngược lại hắn còn nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng cất bước đi đến trước mặt Vương Lâm ba trượng ôm quyền nói. Tiền bối có phải là lần đầu tiên đến Minh Hồng Thành? Tu vi người này là Nguyên Anh hậu kỳ, hắn chưa hóa thần. Có chuyện gì? Vương Lâm bình thản nói. Trên mặt người thanh niên vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ căng thẳng. Khi Vương Lâm mới bước chân vào thì hắn đã phát hiện đây chắc chắn là người lần đầu tiên đi vào chỗ này. Phải biết rằng Minh Hồng Thành đã trải qua một lần sửa chữa. Phần lớn mọi người đều đi vào từ cửa Tây, bởi vì khoảng cách từ chỗ đó đến chợ tự do gần nhất, có rất nhiều cửa hàng với rất nhiều loại bảo bối. Trong những cửa hàng ở đó có thể mua được một số thứ với giá cả rẻ hơn một chút, nhưng rất khó phân biệt được thật giả. Muốn mua được hàng tốt thì người mua phải có kiến thức. Còn những người đi vào cửa đông, nếu không phải là người đầu tiên đi vào thành thì cũng là những khách hàng lớn.
Người thanh niên vội vàng nói. Tiền bối. Vãn bối là Lý Đan Nam, từ nhỏ đã sống trong Minh Hồng Thành. Nếu đây là lần đầu tiên tiền bối đến nơi này, có vãn bối chỉ dẫn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ cần ngài bỏ ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Lâm nhìn qua người thanh niên, hắn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải là ít, có thể mua được một số pháp bảo và đan dược cấp thấp. Nhưng năm xưa trước khi Vương Lâm đi Chu Tước Mộ đã vơ sạch toàn bộ linh thạch của tiên di tộc, vì thế mà lúc này hắn đã trở nên giàu có. Lý Đan Nam vội vàng cung kính, nói. Tiền bối, không biết ngài muốn tìm pháp bảo, tiên ngọc hay tài liệu, hay là một số chú ngữ ký hiệu, thần thông pháp thuật. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói. Ta muốn mua khôn mộc thạch. Ngươi có biết thứ này không? Khôn mộc thạch, Lý Đan Nam ra vẻ suy tư. Một lúc sau, hai mắt hắn đột nhiên trở nên sáng rực, nói. Khôn mộc thạch thuộc tính mộc nhưng sống trên nham thạch, 10 năm mới mọc ra một tấc phải không? Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Người này có thể biết khôn mộc thạch quả là có kiến thức phi phàm. Phải biết rằng khôn mộc thạch là một loại vật liệu dùng để tế luyện tinh la bàn cổ được ghi lại trong ký ức cổ thần Đồ Ti. Bộ tộc cổ thần nói chung cũng không cần phải sử dụng tinh la bàn vì cơ thể của bọn họ đã có thể qua lại giữa tinh không. Chỉ có một số địa phương đặc thù hoặc những tộc nhân cấp thấp mới sử dụng những vật này. Tinh la bàn của bộ tộc cổ thần cũng có chút khác biệt với những la bàn bây giờ của tu chân liên minh. Hắn phải dùng một số vật liệu và thủ pháp đặc thù mới có thể tế luyện được. Một khi thành công thì tốc độ và uy lực sẽ cao hơn gấp mấy lần so với tinh la bàn bây giờ. Vẻ mặt Lý Đa Nam trở nên lúng túng, hắn do dự một chút, nói. Tiền bối. Thứ đó ta chỉ nghe người ta nói qua mà thôi. Ở chợ tự do có người bán nhưng giá cả lại rất cao. Hơn nữa vật này ngoài việc có thể tăng tốc độ phi kiếm thì chẳng còn tác dụng nào, cho nên chẳng ai muốn mua. Sau đó người bán loại gỗ này mới gửi lại cho một số người bạn trong chợ bán dùng. Nếu tiền bối muốn đi thì tại hạ sẽ dẫn đường. Nhưng tiền bối, giá cả của nó rất cao, nếu không phải việc cần thiết thì nên thay đổi một số tài liệu khác, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ta tự có chỗ sử dụng, cứ dẫn đường đi. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Đa Nam không nói nhiều, hắn dẫn Vương Lâm đi vào phường thị tự do ở phía Tây Thành. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.